Welcome back to my channel guys. Hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng nhau yêu cầu quý vị. Em yêu cầu quý vị là coi như là Việt Kiều Cali với Việt Kiều Canada đừng quảng cáo cho VinFast nữa. Đừng quảng cáo cho VinFast nữa please. Tại vì sao? Tại vì quảng cáo cho VinFast trước tiên là nó không có tác dụng, thứ hai nữa đó, nó lặp đi lặp lại hoài nghe nó mắc cười lắm, hiểu không? Nó mắc cười lắm. Hết chuyện, nghe quý vị cũng biết rồi đó. Có một số thành phần quý vị quảng cáo cho VinFast ngày đêm, không biết được nhiêu tiền ha, không biết có lợi ích gì không, mà ngày đêm cứ ca tụng sản phẩm xe VinFast xịn, xe VinFast tốt, xe rộng rãi đẳng cấp. Trời, thậm chí có người quý vị còn cảm ơn VinFast nữa quý vị. Excuse me, bây giờ em xin hỏi những cô chú anh chị ở trên đời này nè, quý vị có biết là có thể trả lời em một câu ngắn gọn không, từ trong nước cho tới hải ngoại, tiền ở trong túi ai quý vị? Tiền ở trong túi ai? Cái dĩ nhiên sẽ có một số thành phần mà coi như là ở bên Việt Nam tụi nó hay nói vậy nè, trời ơi, tiền ở trong túi người Mỹ chứ coi như là tiền không có nằm trong túi tụi mày. Tiền ở trong túi Việt Kiều, tiền ở trong túi người Mỹ, tiền ở trong những người, túi những người khách hàng, tiền không có nằm trong tay những đứa ủng hộ VinFast ngất trời. Ok, cái lộn âm sôi. Tiền không có nằm trong tay những người đang ca tụng VinFast. Tiền nằm trong tay những người dân ở ngoài. Hả? Quảng cáo đi. Quảng cáo đi, quảng cáo cho đã đi. Quảng cáo từ năm 2022 tới bây giờ đó. Hả? Quảng cáo ngày, quảng cáo đêm, khen ngày, khen đêm, cả trăm triệu lời khen, cả nước Việt Nam khen. Nói chung là đi đâu cũng khen hết đó. Rồi sao? VinFast ế. Đó là cái câu trả lời đó. Tiền trong túi ai? Tiền trong túi Việt Kiều, đúng không? Tiền ở trong túi những người có tiền. Ok, hết chuyện đó nghe. Mà đã tiền trong túi người ta rồi đó, thì quý vị nghĩ xem, quý vị, tiền trong túi quý vị mà quý vị không mua, nó quảng cáo cho ai? Nó quảng cáo cho ai quý vị? Nó quảng cáo cho ai? Bởi vì em nói rồi, ai đang quảng cáo cho xe VinFast bỏ cuộc đây, đừng có quảng cáo nữa. Đừng có giới thiệu VinFast với coi như cộng đồng làm cái gì hết đó. Quảng cáo cho người bên Việt Nam thì được. Tại vì Việt Nam dân đông, cái gì? Việt Nam tới cả trăm triệu dân đông. Kêu gọi ở Việt Nam mua. Tại vì quý vị nghĩ xem, ở Việt Nam 100 triệu dân đúng không? Tức là chỉ cần có 1 triệu người ở Việt Nam mua thôi là VinFast đã bán được 1 triệu xe, đúng chưa? 1% thôi đó. Còn nếu mà VinFast mà nó không bán được 1 triệu xe ở Việt Nam nữa nha, tức là nó không có hy vọng gì ở nước ngoài đâu. Tại vì quý vị nghĩ xem, ở sân nhà xe quốc dân 100 triệu người mà bán không được cho 1% của 100 triệu người, đã bán không được 1 triệu xe nữa, thì trông chờ gì bán cho cộng đồng quý vị? Trời ơi trời, trong giờ gì bán cho cộng đồng quý vị? Mà cộng đồng á thì người ta không có ưa xe VinFast. Trời ơi, đơn nghe nó bá đạo dễ sợ thiệt chứ. Không, đừng có quảng cáo cho xe VinFast nữa. Please, ai đang quảng cáo cho xe VinFast nè, hãy làm ơn suy luận giùm em cái đi. Hãy làm ơn suy luận đi, quảng cáo cho xe VinFast tức là gì? Kêu gọi cộng đồng mua ủng hộ, đúng không? Trong khi cộng đồng người ta không có ưa. Người ta cộng đồng không có ưa. Người ta chửi lên mắng xuống. Thì đời nào mà người ta bỏ tiền người ta mua? Có hiểu hay là không? Chắc không hiểu quý vị, chắc không hiểu, chắc mấy người đó không hiểu. Rồi xong rồi đó. Mà càng quảng cáo cho xe VinFast ở đất Mỹ hay đất Canada quý vị, thì càng thu hút cái đám mà gọi là vớ vẩn tự hào ngất trời ở Việt Nam, mặc dù tụi nó không có tiền. Ok, mặc dù tụi nó không có tiền, nó giàu, nó ủng hộ, nó khen tặng, nó cảm ơn ngất trời, xong rồi nó cũng chửi mắng sùm hết, nó chửi các cô chú anh chị ở nước ngoài nó nghe không ra gì hết, không, nói chung là tụi nó chỉ biết chửi và chửi à. Mà quý vị nghĩ xem, mà những người mà đang quảng cáo cho xe VinFast nên nghĩ xem, nó chửi những người bên đây, quý vị có hiểu hay không? Cái đám mà gọi là ôn thần đó, nó chửi cô chú anh chị quý vị ở nước ngoài,
mà nó chửi quý vị ở nước ngoài thì đời nào mà các quý vị nước ngoài bỏ tiền ra mua nó, đúng không? Trời ơi trời, thấy không? Thành ra đừng quảng cáo gì, nó phí thời gian của mấy người đó lắm. Hết chuyện đó, nghe quảng cáo tự hào ca tụng ngất trời hết, tự sướng ngất trời hết, tưởng gì thu hút cái gì quý vị, thu hút cái đám ôn thần nó vào, nó chửi bới sùm hết, nó không có tiền nó mua thì thôi đi, nó chửi bới sùm hết, nó làm cho thiên hạ ghét. Mà ghét thì sao quý vị, người ta không mua, ta không mua bán chai, bán chai đem về Việt Nam bán à, đúng không? Đem về Việt Nam bán à, đem về Việt Nam bán đấy. À, hết chuyện đó, nghe mà mắc cười. Quý vị nghĩ xem, ở Việt Nam á, chỉ cần 1% dân số Việt Nam thôi mà mua xe VinFast là VinFast bán được 1 triệu xe đó. Dân số Việt Nam là 100 triệu, đúng không? 1% của 100 triệu là bao nhiêu? 1 triệu, đúng chưa? Mà không có được 1 triệu người Việt Nam mua xe VinFast nữa là quý vị hiểu rồi đó. Mà vậy mà một số thành phần quý vị mở miệng ra là phải so sánh với Việt Kiều, mở miệng ra là phải so sánh Việt Nam với Mỹ. Excuse me, trên đời này đó, nếu ai muốn so sánh đó, Việt Kiều là một ngày thôi là bằng người Việt Nam là một tháng. Nước Mỹ đó nghe, nó giàu gấp mấy chục lần, mấy trăm lần nước Việt Nam. Ok, nước Mỹ mới là siêu cường quốc, Việt Nam chỉ là một nước nhỏ ở Đông Nam Á thôi. Ok, khỏi so sánh, mất công lắm. So sánh đi nữa Việt Nam cũng không có giàu, và so sánh đi nữa mấy người đó lương tháng cũng vài triệu à, khỏi so sánh. Ok, thấy không? Trời ơi trời, ở đó mà quảng cáo, khỏi quảng cáo nữa. Ok, ai đang quảng cáo cho xe VinFast à, hay là mơn ghi nhớ giùm cái, đừng có quảng cáo nữa, phí công phí sức lắm. Ở bên đây người ta không có mua đâu. Càng quảng cáo người ta càng ghét, mà ghét thì sao quý vị không mua, thế thôi. Đó không, có dĩ nhiên sẽ có một số thành phần coi như bên Việt Nam tụi nó là tiếp tục chửi nữa. Tôi sẽ nói đó nghe, trời, cái đám khát nước, thấy không, hận thù rồi nào cái cứu ganh tị gì đó. Excuse me, ở nước ngoài người ta không cần xe VinFast. Quý vị nhìn xem cái bãi đậu xe, quý vị nhìn xem đường phố Mỹ, ở nước ngoài này không một ai cần một chiếc xe VinFast hết. Còn Việt Nam mà không có VinFast như vậy, tụi ta nó đang giết kìa. Nó giết kệ nó chứ, nó phải coi chừng mình chứ. Ở nước ngoài này á, không một ai cần xe VinFast hết. Ok, thấy không? Còn VinFast nó giúp Việt Nam phát triển, phải không? Không, VinFast thất bại là Việt Nam không phát triển, đúng chưa? Đó là chuyện của những người bên Việt Nam. Ok, ok, ở bên Việt Nam nhiều người thất nghiệp, phải không? Đó là chuyện của bên Việt Nam, không có liên quan tới những người nước ngoài. Quý vị cũng biết tụi nó chửi quý vị như thế nào rồi, đúng chưa? Quý vị biết tụi nó chửi quý vị như thế nào rồi, đúng chưa? Tức là tụi nó có đói, tụi nó có khổ, tụi nó có nghèo mạt. Kệ tụi nó, kệ tụi nó. Tụi nó có không có việc làm, kệ tụi nó, không? Tụi nó có nghèo, kệ tụi nó, không? Quý vị nghĩ xem, không? Hãng xe của tụi nó thất bại, kệ tụi nó, không? Tụi nó không thoát được 7 chưa thu nhập trung bình, kệ tụi nó, không? Tụi nó không có cơm ăn, kệ tụi nó. Trời ơi trời, đó vậy em nói vậy đủ chưa? Quý vị nên nhớ là gì, nó chửi quý vị không ra gì hết, tức là gì, quý vị không cần phải giúp tụi nó bất cứ cái gì hết. Tụi nó có sức, tụi nó làm, không? Tụi nó phát triển được, tụi nó phát triển. Tụi nó không phát triển được, lỗi của tụi nó. Ok, trời ơi trời, quý vị phải mạnh mẽ như vậy đó. Trời hỡi ghê, quý vị thấy trời, tội nghiệp người dân Việt Nam quá. Tụi nó chửi quý vị, tụi nó chửi quý vị ở nước ngoài không ra cái gì hết, thì có gì mà phải tội nghiệp tụi nó? Không có gì phải tội nghiệp tụi nó hết đó. Tụi nó có biết cảm ơn quý vị đâu mà cần phải tội nghiệp. Ok,
Thôi em nói vậy thôi, đừng có ai mà quảng cáo xe VinFast nữa, mắc công lắm đi. Quảng cáo cái gì mà quảng cáo hoài. Thôi video đã dài, xin chào tạm biệt quý vị nha, bye bye.